Mến chào các em học sinh đến với tiết học ngữ văn hôm nay. Như các em đã biết, đất nước chúng ta đâu đâu cũng là danh lam thắng cảnh. Ở những tiết học trước, cô đã giới thiệu với các em một cảnh đẹp mênh mông trù phú bao la của vùng sông nước Cà Mau, một vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Đến với tiết học hôm nay, cô lại tiếp tục giới thiệu với các em một cảnh đẹp hùng vĩ, oai nghiêm của vùng miền Trung Trung Bộ ta vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, qua đoạn trích Vượt Thác, tác giả Võ Quảng. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Tìm hiểu về tác giả thì cô sẽ giới thiệu với các em đôi nét về tác giả Võ Quảng. Võ Quảng sinh năm 1920, mất năm 2007, quê ở tỉnh Quảng Nam. Ông là nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Nói về tác phẩm thì ông có nhiều tác phẩm, nhưng tác phẩm đến với tiết học hôm nay của chúng ta đó là tác phẩm Quê Nội, mà đoạn trích cụ thể chúng ta học đó là đoạn trích Vượt Thác, nằm trong chương thứ 11 của tác phẩm Quê Nội. Quê Nội là một tác phẩm thành công viết về cuộc sống của một làng quê ven sông Thu Bồn vào những ngày sau cách mạng tháng 8 1945 và những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để tìm hiểu rõ hơn về đoạn trích Vượt Thác thì ở trên màn hình của cô có chia sẵn bố cục 3 phần. Phần thứ nhất đó là từ đầu cho đến Vượt Thác, và nội dung của phần này đó là cảnh dòng sông và hai bên bờ sông trước khi con thuyền vượt thác. Phần thứ hai, bắt đầu từ tiếp theo cho đến thác cổ cò. Nội dung của phần tiếp theo này là cuộc vượt thác của con thuyền Dưỡng Hương Thư. Phần thứ ba là phần còn lại. Nội dung của phần còn lại đó là cảnh sau khi con thuyền hoàn thành xong cuộc hành trình vượt thác. Để tìm hiểu rõ nội dung của ba phần này, cô mời các em đi đến phần thứ hai, đó là phần đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản này, khâu thứ nhất là khâu đọc, các em yêu cầu các em phải đọc văn bản. Phần thứ hai là phần tìm hiểu về nội dung cũng như là nghệ thuật của văn bản. Thì trong cái đoạn văn bản này, cô sẽ hướng dẫn với chúng ta hai nội dung, đó là bức tranh thiên nhiên của ven sông Thu Bồn, và cái nội dung thứ hai đó là hoạt động của con người trên sông Thu Bồn. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, bức tranh thiên nhiên ven sông Thu Bồn. Ven sông Thu Bồn được tác giả miêu tả với những cái bức tranh rất là đẹp, rất là phong phú, với cảnh dòng sông, trên dòng sông có cánh buồm căng phồng. Trên dòng sông có những con thuyền rẽ sóng lướt bon bon. Trên dòng sông có những con thuyền chở đầy sản vật. Ngoài ra, hai bên bờ sông tác giả còn miêu tả với rất nhiều cảnh đẹp. Đó là cảnh những bãi dâu bạc ngàn, cảnh vườn tược xanh cảnh chòm cổ thụ dáng mẫm liệt đứng trầm ngâm, và dòng sông chảy quanh co, núi cao sừng sững, cây to như những cụ già vung tay. Bằng những hình ảnh miêu tả về cảnh ven sông cũng như là cảnh bờ sông, thì để miêu tả được cái vẻ đẹp như thế, tác giả đã sử dụng rất nhiều biện pháp nghệ thuật. Đó chính là sử dụng nhiều từ lái gợi hình, gợi cảm, sử dụng nhiều biện pháp nhân hóa so sánh. Với những biện pháp nghệ thuật như thế, tác giả đã nhằm cho chúng ta thấy rằng bức tranh thiên nhiên ven sông Thu Bồn rất đa dạng, rất phong phú, giàu sức sống, vừa tươi đẹp, vừa nguyên sơ và cổ kính. Chúng ta vừa tìm hiểu một cách khái quát về bức tranh thiên nhiên ven sông Thu Bồn. Đến với nội dung thứ hai, cô sẽ hướng dẫn với chúng ta tìm hiểu về cảnh lao động của con người trên sông Thu Bồn. Mời các em xem bức tranh và đọc giùm cho cô đoạn văn bản.
Dượng Hung Thư đánh trần đứng sau lái co người phóng chiếc sào xuống lòng sông, nghe một tiếng xoạt, thép đã cắm vào sỏi, Dượng Hung Thư ghì chặt trên ngọn sào. Lấy thế trụ lại, giúp cho chú hai và thằng cù lao phóng sào xuống nước. Bức tranh và đoạn văn bản đã cho chúng ta biết một cách khái quát về cuộc vượt thác của con thuyền Dượng Hung Thư. Vậy thì cuộc vượt thác của con thuyền Dượng Hung Thư diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một cách cụ thể hơn. Bức tranh cho chúng ta thấy ngoại hình của một con người điều khiển con thuyền, đó chính là Dượng Hung Thư, được miêu tả ngoại hình đánh trần như một pho tượng đồng đúc, bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm tặng ra. Tác giả đã sử dụng rất là nhiều biện pháp so sánh đặc sắc, liên tưởng độc đáo để miêu tả vẻ đẹp gân guốc, rắn chắc của con người trong công cuộc lao động. Đó chính là ngoại hình của con người trong cuộc vượt thác. Vậy thì để vượt thác, con người này phải điều khiển những cái động tác như thế nào? Chúng ta xem tiếp ha. Là Dưỡng Nguyên Thư co người phóng sào, ghi chặt đầu sào, thả sào rút sào rập ràng nhanh như cắt, ghi trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Em chú ý những từ in đậm của cô: phóng, ghi, chặt, thả, rút, ghi. Tác giả đã sử dụng rất nhiều động từ chỉ hoạt động mạnh mẽ và sử dụng rất nhiều biện pháp so sánh rất độc đáo. Qua đó cho chúng ta thấy Dưỡng Hung Thư là một người mạnh mẽ, dứt khoát, dũng mãnh, dày dặn kinh nghiệm, hào hứng trước thiên nhiên. Chúng ta vừa tìm hiểu một cách khái quát về hai nội dung của đoạn vượt thác. Tiếp theo, cô mời các em đi vào phần tổng kết. Đến với phần tổng kết thì chúng ta sẽ tổng kết hai mặt cả nghệ thuật và nội dung. Về nghệ thuật thì tác giả đã sử dụng rất nhiều nghệ thuật miêu tả. Tác giả miêu tả theo hình trình của con thuyền vượt thác, sử dụng từ ngữ gợi hình, biện pháp so sánh, nhân hóa. Và qua những cái biện pháp nghệ thuật ấy, tác giả nhằm thể hiện một nội dung, đó là ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ, ca ngợi sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn hùng vĩ ở ven sông Thu Bồn. Đó là chúng ta vừa tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích vượt thác. Để củng cố lại bài này thì cô yêu cầu các em quan sát trên màn hình có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất là bức tranh về sông nước Cà Mau. Bức tranh thứ hai là bức tranh nói về đoạn trích vượt thác. Và hãy trả lời dùm cho cô một câu hỏi. Hãy nêu những nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên và nghệ thuật miêu tả của mỗi tác giả. Và với câu hỏi này, cô yêu cầu các em trả lời ra giấy, ghi họ, tên và lớp. Các em sẽ nộp lại sau ngày đầu tiên đi học. Điểm này cô sẽ lấy điểm kiểm tra 15 phút hoặc là điểm kiểm tra miệng cho các em. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô mến chào các em.